mạch xúc điện kích thước phổ thông. Con này kích thước phổ thông ở đây nhé, là chiều cao của nó này sẽ là 28 và chiều ngang sẽ là 22 cm. Mạch này là mạch nguồn xuyến nên cái chiều quét sâu, quý vị các bạn nên quét sâu mới thì quét 13 anh em nhé. Nếu bây giờ anh em ấy mà nó không được 13 thì con này lắp phải kê thêm nhé, anh em kê thêm một cái gỗ cái gì đó. Đây là con B3, cái mạch được nhuộm màu vàng rất là đặc trưng của B3 một thời. Và con này thì anh em thấy đây là chạy hai cái sò Saken 2 bit rất to nhé, anh em rất là to này. Đấy. Và đây là nguồn xuyến chạy hai tụ nọc ở đây. Cái tụ nọc này thì có đời họ sẽ cho màu đen, có đời màu hồng như này anh em nhé, không quan trọng cái màu đâu, là đúng chỉ số là được. Đây là con mạch mà được bên mình ghép rất nhiều trong những cái phân khúc bát 30 từ 190 côn 76 đổ về anh em, côn 76 đổ về. Đó. Với cái tần số cắt cốt thì anh em mình có thể chỉnh theo cái lượng dùng của mình với cả cái tần số của cái bát nhà mình. Ví dụ như cái bát này anh em đang ở tần số bao nhiêu thì mình ước lượng để cho to nhỏ cái này. Và nó con này đang biên độ từ 40 cho tới 150. Thông thường thì anh em sẽ để từ khoảng từ 90 Hz cho tới 135, tùy anh em để nhá. 90 135. Để ứng lượng thôi vì nó tần số này nó không có chính xước, nó chia ở đây nên anh em ước lượng. Và đây là cái volume to nhỏ đảo pha. Tín hiệu đầu vào thì anh em mình cắm vào chỗ này. Này in này, đấy này in. Đó, này in anh em nhé. Và nhiều anh em hiện nay đang sở hữu những cái mạch kích thước gì 22 25 thì anh em về dùng cái mạch này cũng được, nhưng phải tháo cái bộ ra này. Tháo cái bộ ra. Anh em tháo ra nhé, nắp vừa, rút rắc cái ra. Nghĩa là đây là cái bộ này là anh em mình thấy ở đây là hai never thôi. Cái này in out để anh em mình không dùng đến tháo ra. Nếu dùng cái đường bông sen này thì cái đường này không tác dụng gì cả. Đó, không mất cái gì cả, rút ra vẫn không sao anh em nhé. Đây sẽ có cái dây sẵn rồi. Ở đây, dây điện vào và dây ra của nó bát anh em nhé. Đó, đỏ đen đây, âm dương nhé. Và mức giá bán cho cái mạch này, bên mình đang bán ra là 1 triệu một cái và được bao ship rồi. Giá bán tại nhà, con này sẽ là 900.000 đồng. Đó, anh em quan tâm liên hệ trực tiếp bên mình để được tư vấn và trai anh em.